Dạ Hà nói đi, chào khán giả sợ đi. Dạ mấy mấy bà chào ơi, chào chưa chân mấy bà khán giả chết luôn rồi. Chào khán giả. Chào khán giả. Khán giả nhớ ủng hộ Hà nha. Ủng hộ Hà nha. Hà cười, Hà nói chuyện cho cười với bụng. Tí là má ông mày ông xà ông trụng em má ông hai gối. Xin chào tất cả cô chú anh em nha. Hôm nay Chiến đi qua nhà của chị Hà khờ nè cái nhà. Đấy, chị Hà rất là dễ thương nha. Bữa hổm Chiến có hứa là làm cái mái nhà cho chị Hà đó, chống nóng cả nhà, mua mướp á. Thì hôm nay Chiến đảo qua đây để làm cho chị Hà nha. Hứa mà không làm chị Hà đầu hoài luôn đó. Hả chị Hà? Chào khán giả chị Hà. Chị Hà nói đi, chào khán giả sợ đi. Dạ mấy mấy bà chào chưa chân mấy bà khán giả chết luôn rồi. Chào khán giả. Chào khán giả. Khán giả nhớ ủng hộ Hà nha. Ủng hộ Hà nha. Hà nói chuyện cho cười với bụng. Tí là má ông mày ông xà ông trụng em ăn hai gối. Hả? Hai gói mì á. Ông gì? Ăn hai gói mì. Ông xài á. Ông ăn là hai gói. Rồi chị ăn làm mấy gói. Hả? Hai gói luôn. Rồi, ăn mạnh như vậy. Rồi ông xả rồi. Đi ấy rồi. Đi ấy chợ đồ trong chính rồi. Đi chợ đồ hả? Có hỏi chưa? Chút về ha. Rồi bữa nay là lập nhà mới không đòi nữa nha. Trời ơi cả nhà. Chị Hà mà hứa với chị Hà mà cái thì gì thiết ha? Không muốn hờ chú Tiên. Hả? Hả chính hư rồi. Thiết hả? Hư chỉ là đập nan là chống nóng đây thôi được rồi. Khát nước lắm sao uống gì dữ à? Hả chị? Khát nước nãy âm đi nhà múc. Khát nước hả? Múc. Hồi nãy còn nhiệm làm không lá bổ. Dạ. Chắc ăn hết luôn hả? Ấm mới ăn bún. Hộp bún. Rồi chị đi hồi sáng chị đi mấy giờ? 2 giờ ông chạy kia đi chứ không múc. Hả? 2 giờ. 2 giờ hả? Ngày nào cũng lội xuống múc ông út chứ hả? Đó là chú của nó. Chú ha. Bà này ngày nào lội dưới chi? Dạ chú hả? Chín tiền. Trời ơi con có cho không? Ông cho mấy ông cho. Cho được nhiêu? Cho 50. Ngày nào cũng xuống xuống cho 50 hết. Ông cũng nhiêu cho. Mà ngày nào cũng xuống cho 50.000 chứ hả? Ừ. Đã với ta bây giờ ngày nào cũng biết kiếm ăn. Ngày nào cũng dưới có 50 ha. À chú buộc con mà vậy ha, không thương cháu. Trời ơi hai khô ghê không? Chú buộc con không thương cháu. Mà ngày nào cũng cho chị cái gì? À chứ không cơm, không biết ý. Hồi già ông đâu chữ con đâu. Dạ. Ông biết. Ông biết ý ha. Ừ. Coi như là xuống dưới là ông cho tiền. Ừ. Nếu bữa nào cũng cho hụi vậy trời. Ngày nào cũng bia, cũng cho hụi ngoài trơn hả? Ừ, ông biết con đi. đi xuống gặp mặt là biết rồi ha. Gặp mặt biết là coi như chào hủ chết đó. Hủ nào biết chị nào hốt đây. Chị nào hốt chị Hà hôm nay thế em để cho ông ngủ chậm tao không chạy đầu ngủ hết á. Quá tay chào hủ chết không hốt lại được. Ông đi ra đi ông nội ơi. Ông ơi ông đi đi ông ơi. Sao đuổi vì chị Hà sáng giờ ăn gì rồi? Hồi nãy á hộp bún của chị em làm đó à. Làm thịt không chứ con ăn hết không? Hết hết luôn. Trường bút về bún rồi về cái sáng này rồi nấu nấu cơm ăn hả? Chiều mới nấu cơm. Chiều mới nấu cơm. Chị hai ông bị còn không chị hai? Sống với thằng này khỏi thằng kia hoài. Là sao? Ông ông bị đồ tôi nói cho ông nghe. Ông không biết hơn vậy. Ta chúm ra ta cỡ. Ông mọi rồi nè. Ông có đầy vợ. Ông kia. Rồi bây giờ còn thương ông kia nữa hay gì? Không có. Rồi sao hỏi ông kia? Thương ở ông nào là nhớ ông đó chứ đừng nhớ ông khác. Nghe. Ông kia tên gì? Ông bị ông Hà
bị ông hả? Bị anh gần này nhà nào bảo á, tên ác hay tên bị tên xài. Ông kia làm từ thiện á, mà từ thiện hả, nhóm bự lắm. Ê, bên đâu ngoài á, nhà ông rồi xài hả, nhà bự không ở đi về chứ xài ở nhà nhỏ thôi. Sao hả? Ông bị nó quá ha, ông bị xấu hả? Trời ơi, chơi chồng lớn xấu rồi chồng nhỏ đẹp trai ha. Vậy là ông kia ông già phải không? Ông già cũng như là ông già ông làm từ thiện. Già ông già thằng rồi. Già thằng đó. Nhà nó có ông Bảo nè. Ơi. Xíu đó. Ơi ơi. Xài về rồi chết chắc là bị hoài. Rồi, rồi chết rồi. Tao ngoài kêu ơi. Anh Hải ơi. Ơi, kêu. Anh Hải ơi. Quất xe mà mày ai ạ? À? Ơi. Qua đây chở em mua mướp nè. Ơi. Qua đây nè. Ơi. Kêu anh xài ơi kìa, đó anh chồng anh mới làm về đến cái nhà. Ông chính đâu khó, ông cậu chính khó lắm hả? Ông khó là sao đâu? Ông ăn cơm chưa, nó chị tào lao. Cô còn chịu không nổi nè, nên cũng chồng. Gì hả? Lên ông ăn cơm ông nói chuyện lắm hả? Ông nói chị tào lao không mà. Nói gì ông nghe ông buồn hay sao? Còn chưa là ông nói chuyện nhiều, con bức ức. Bức ức hả? Ừ. Ừ, là ông nói chuyện nhiều bức ức. À, cho ông hồ mì kìa, cho ông mướp. Thấy đâu hả? Ông ăn cơm vô, ông chữ rồi cho anh thay qua ông hả? Ông Thảo, sao? Ông chữ ông nổi. Dạ. Rồi, cái này rảnh chưa? Bây giờ có gì không, nhà có dọn mướp chưa? Có đâu bán không? Đi lên cho nha. Làm không đâu có. Ăn thơm lắm mà. Ờ chưa vợ xong vợ. Vợ muốn mút qua anh. Ông Dũng rồi coi. Ông Dũng á. Ừ. Tại mình không có mua. Ơi, thằng Bảo á, trời nhà em nó cộng. Em mũ chùa nó lấy con gái rồi nó trội lên. Giờ mình có lo nhà mình chưa? Dạ. Rồi nhà chưa. Nhà bị ngang nhiêu, bị dài nhiêu. Nhiêu. Chưa. Trời ơi, kêu tôi kêu đó. Đó ơi, mượn con cái thứ kia. Rồi giờ ra đặng mình mua. Để vô lấy cho thuốc nhà đó. Lấy nước mắm mẹ. Sao bây giờ mình tính căn sao, căn nhân chỗ từ cái mấy tủ đó ra sao hay là căn hết luôn? Không, căn ở sau. Nên nhìn chỗ mình nằm ha. Mình nằm ngủ á, chưa còn ngủ chưa, nó nắng quá. Ừ. Nó cực cực luôn. Ngồi uống hay đi, uống gì? Làm dây đi cái đường cà phê. Mình chút nữa mình đo từ giúp buồn á, mình căng trở lại sau cho khu vực cái mát được rồi, cho đó mình nằm mình nghỉ nó che lại chứ chút nữa buồn phanh chị Bảo nó chạy vô nhà con không phải khu vực mình. Cái đường này bụi quá, cậu mua phanh dây chì cái giờ mình căng. Biết chỗ không? Ông Dũng đâu thầy? Nhà ông Dũng á, bữa hổm mình mua cái mùng nông cậu. Có, ông Dũng đâu bán cái mùng. Ông Dũng trên kia nữa. Trên kia. Bữa nãy biết trước là lại đây không có đâu. Mới chạy. Cục chiến. Cái hai mới cho đó. Bữa hổm đòi xin đó. Rồi xin chỉ nè. Đi xuống một cây số. Ông mới đạm rồi. Ông mới không nói trời hồi chết. Chạy vô cái đường em mới gặp. À tôi đến nhà ông hút á. Cái nhà ông cho tôi về. Thường thường là xuống nhà ông hút, còn là thứ hai nữa là vô cái hẻm. Thứ là lên nhà bà mẹ. Mẹ ghẻ. Không phải mẹ gũ. Ghẻ hả? Bà cô mới thấy có thường tôi lắm cậu. Thường lắm mà. Bà ghét. Bà ghét hả? Sao ghét? Cũng nhà bà nó nhà của bà. Không nên lên. Ghét ha. Hôm nay là lần nào còn cái chuyện nó đeo nữa hả? Tôi tiếng ngồi vậy. Hả? Ủa con. Lần ở đâu? Cái này à. Lần ở đâu? Mua hả? Mua nhiêu, còn gì nó mua nhiêu? 2 cây. Hả? Cây gì? Hai chỉ hả? Không, chích chập. Tôi qua, tôi mất cỡ vậy không?
đeo nó bị ngứa cổ kìa, lộn rồi bỏ đi nha. Đeo cái da thịt mình nó không chịu được cái chất đó vì nó mới nổi hồng cổ kìa. Lộn qua đi, đưa cho ông xài lộn qua đi. Ấy cái nó nổi hột trơn rồi kìa. Cái mặt cái gì nè. Ông già rồi. Ông phải phân nào cho ta cơm thứ đặc. Cái mặt cái gì nè. Rồi, ông cúi đi. Rồi tôi chắc đi. Không đeo nữa nha. Đeo biết cần cổ nó hột trơn rồi kìa. Nó bị dị ứng đó. Không rồi, cứ tử rồi đeo. Ừ. Gặp ai đeo cái gì cũng hay. Bảo không trụ vô nhà em. Em muốn quên á. Cái em giật mình. Ừ. Ê, lội nhà nào cũng lội 7-8 cây số. Ông muốn quên á, trời ơi. Mấy cây hả? 2 cây số. Chứ nhà ông. Mà lội lẹ lắm nha. Ờ. Rồi, cờ ba. Con biết ảo. Ông nói đi xuống là nào cho tiền ngoài. Ông lẽ ông trò. Ông chú ruột con đó. Chú ruột ha. Ừ. Ông Khương đó. Ừ, ông cũng như là chú coi là cũng như ông bà chú Út. Ông bà con thứ 6, ông thứ 7 đó. Vậy ha. Rồi gành luôn các bạn. Gành rẻ luôn. Cái nước à, nãy đem đi nước cho quá trời uống rồi đẩy vô một. Đang uống hết nước. Ăn bún ăn nước à? Cứ em làm. Rồi mới nãy sao mà ăn bún rồi sao không, sao không xin đi nước mà? Đi mua thảo khó, ông chàng mới có bán lơ mía rồi. Có hả? Gần đây không? Có, nhà Dũng chạy các bạn. Chạy cống nằm ngoài lộ này. Lộ mình luôn nè, chắc tại đây luôn nè. Quá trời kéo còn hơn là rộng hút nước nữa. Uống nước ly nước chứ con nước nhiều bởi vậy mà mập lắm cậu. À, uống nhiều mới mập ha. Vậy là mốt thôi khỏi ăn uống nước thôi. Nha. Khỏi ăn. Hay uống nhiều. Giả bẹ không cậu? Hả? Cảm ơn thằng nước đó, không đổi. Vậy là mập mà yếu ha. Ừ. Cái tướng thế vậy mà bưng nổi ha. Bữa ổng xích cày cày đó. Bữa ổng không bưng cái thùng nước. Nó mệt. Nó mệt hả? Ừ. Cái thùng. Ông xài có xài nữa không? Có xài nước với thùng. Dạ. Nãy giờ anh ăn cơm chưa? Dạ mới ăn rồi. Ăn rồi hả? Rồi. Vậy là cho chị Hà nhìn đói luôn rồi. Đó, nấu cơm đâu ăn. Đây có ông bún với nhà cô Nhiệm. Làm hộp bún. Nó đã bỏ. Cần gắn ăn. Dạ rồi nha. Bây giờ no rồi. Hết ăn cơm vô ha. Này cơm nào mới làm. Tô bún. Bún hộp á. Rồi thì hôm nay Tiến đi qua bên nhà chị Hà nghe cả nhà để mà mua mấy tấm mướp á làm cho nó đỡ nắng nha nha. Cái này nắng lắm, nhà kiểu chị Hà thì nó rất là nhỏ nha, nên trời mà trời mà chưa nắng này nè là nói chung ra là vô chịu nổi đâu đó. Nên mua cái miếng mướp đó cái mình tăng lên, mình che lên cho nó đỡ nóng một chút. Chứ mà không mua cái đậu hoài luôn đó, nhớ dai lắm. Cứ hứa gì là nhớ dai. Cho đậu hoài đó. Ê ơi. Dạ. Nói giờ. Anh đi chơi rồi với ai? Sang 7 vô 6. Rồi bữa nay mua mướp làm là không có đậu nữa nghe. Vậy hả? Rồi lại xuống uống từ từ thôi. Rồi thì thôi bây giờ mình đi vô nhà ha. Mình đi vô nhà mình đo. Mình đo mới nãy quên hỏi mướp là đó. Rồi lại mình đo đi, cái này đặng kia ta tính. Là mướp bề ngang mét mấy đó. Cái đi mua ha.
thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đi nghe nha. Thì để Tiến đi vô nhà, Tiến đo cho cái nhà của anh Xoài về ngang nhiêu, mua mấy tấm tặng về làm cho anh hai chồng của chị Hà nghe cái nhà. Thì cái nhà hãy đón theo dõi clip tiếp theo của Tiến nha. Tiến chúc tất cả cô chú và các anh chị em một ngày mới vui vẻ, tràn lành hạnh phúc nha. Rồi thôi chẳng giả đi chị Hà. Dạ. Rồi giờ mình đi vô nhà mình đo ha.